Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết thành công của các cuộc đàm phán Nga-Trung Quốc tại Moscow không phải là việc của Mỹ. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, bình luận về chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lãnh đạo Trung Quốc đã đến Moscow chỉ vài ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin. Theo nhà ngoại giao Mỹ, Trung Quốc đang cung cấp vỏ bọc ngoại giao cho Nga. Trả lời phóng viên về phản ứng của các quốc gia phương Tây đối với thượng đỉnh Nga-Trung Quốc, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, hãy nhìn xem, đây không phải việc của họ, không phải việc của người Mỹ. Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, các cuộc họp thượng đỉnh đàm phán song phương là một phần trong quan hệ của Nga và Trung Quốc.